Vâng, xin chào các bác nha. Em lên nhanh cho các bác một con nồi cơm hàng cao tần. Đấy, nồi cơm cao tần của Nội Địa Nhật. Thì em bán nồi cơm thì từ trước này các bác biết rồi đúng không ạ? Thì tất cả hàng bãi có nào về thì em bán thế thôi. Nhà em không có sửa chữa hay là mông má gì đâu, tất cả nó là mộc mạc hết. Và nồi cơm thì em bán rất rẻ các bác nhá, bán giá thanh lý rất rẻ luôn. Đấy, về các bác có thể là nấu cơm, luộc rau, kho cá hay làm bất kể cái gì cũng được. Đấy, còn ở đây thì em chỉ biết là ok sẽ bán thanh lý cho các bác, test cho các bác đảm bảo là phím này, các phím chức năng này là nó hoạt động bình thường, cái thứ hai là nước nó sôi bình thường. Đấy, còn về các bác cắm cơm cắm nước thử nhá, kho cá luộc rau thử. Ở đây thì em không có gạo mà không có cái đồ để thử ấy, thì em chỉ biết là cho nước vào thử thôi. Đấy, con này nó là hàng cao tần các bác nhá. Đấy, đấy nồi cao tần của Lô Điện Nhật các bác nhá. Đấy, hàng bãi thì nói chung là về nào thì em chỉ có quay như vậy thôi. Đây vùng đây. Đấy, ok chị ạ, nước vẫn sôi các bác nhá. Nồi cao tần thì các bác nhìn cái nước nó sôi, tăm nó rất là to các bác nhá, tăm nó rất là to. Hình thức đây, con này thì em xả cho các bác còn giá có 590k các bạn. Vâng, có 590 thôi. Đấy, bình thường các bác phải đi mua cả triệu đúng không ạ? 9 700 nghìn rồi là 7 900 nghìn rồi 7 700 đến 900 hay là cả triệu, thậm chí cả vài triệu. Đấy. Bởi vì những cái nồi cao tần của Nhật này rất là đắt các bác nhá, nồi cao tần của Nhật rất là đắt. Tuy nhiên thì nhà em thì không chuyên về nồi cơm. Thế nên là em chỉ biết là bán xả cho các bác thôi. Về các bác sẽ kho cá luộc rau làm gì cũng được. Đấy, còn ở đây thì em test nước nó sôi như này thì về các bác dùng là kiểu gì cắm cơm nó sẽ chín thôi, đúng không ạ? Đấy. Còn giá thì em bán theo giá thanh lý cho các bác là coi như về các bác lấy đồ luôn đấy. Là 590k. Đấy, hình thức thì các bác nhìn thực tế nhá. Đó. Nếu thì bác nào mà chốt thì alo em nhá, giá là 590. Vâng. Em xin chào và kết thúc video tại đây nhá. Mọi thông tin đặt hàng, cứ alo cho em qua số điện thoại là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Em xin chào các bác. Đấy, thì bác làm chốt thì alo em nhé. Em xin chào và kết thúc video tại đây. Giá 590 các bác nhé, 590k.